hay là củ sắn chuẩn bị để mà nấu nhân bánh xèo, xào nhân bánh xèo đó nha các bạn. Nhân bánh xèo gồm có củ sắn, giá, bông điên điển, bắp non. Ai thích ăn măng thì mình lấy măng mình xào cũng ngon. Mà có nhiều người đó không ăn măng thì xào củ sắn. Nhiều người cử măng không ăn măng thì làm bằng nhân củ sắn. Nhân củ sắn cũng ngon lắm. Đây là các loại rau để chuẩn bị ăn bánh xèo. Bánh xèo ăn phải có rau. Rau ăn bánh xèo gồm có cúc dòi, rau thơm, gấp cá, xà lách nhúng. Xà lách thường cũng được, xà lách nhúng mình dễ gói hơn. Hút dòi ngon, hút dòi trồng thiên nhiên, không có sâu thuốc, không có phân thuốc gì hết, ăn rất là tốt cho sức khỏe. Nó là một vị thuốc nam, ăn sống vô cùng bổ dưỡng. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm một cái món bánh xèo chay. Và khâu đầu tiên là khâu mình pha bột. Một bịch bột, một bịch bột chiên để đổ bánh xèo. Mình xài hết rồi. Bột bánh xèo. Và thường xuyên thì bột bánh xèo là ai cũng biết pha hết. Nhưng mà đây là cách pha bột bánh xèo của mình. Đây là bí quyết đặc biệt của mình pha bột bánh xèo, làm cho cái da của bánh xèo rất là ngon. Đầu tiên là mình đổ nước cốt dừa vô. Tiếp đó là bò sữa đậu nành. Đây là sữa đậu nành nguyên chất. Trong sữa đậu nành nguyên chất thì ta xay vừa xác vừa đậu nành luôn, không có bỏ xác gì hết. Cho nên bí quyết ở chỗ là cái nước bột đậu nành này nó sẽ làm cho cái da bánh xèo rất là giòn. Cho cái da nó vừa ăn, mình sẽ cho một muỗng hạt nêm, nấm hương, làm cho da bánh xèo nó vừa ăn. Có thể mình ăn bánh xèo da không cũng rất là ngon, mình cuốn với nhân cũng ngon. Khi mình quậy nước cốt với lại rửa đậu nành xong thì mình sẽ kiểm tra cái đồ bột nó vừa chưa. Nếu nó chưa vừa thì mình sẽ để thêm nước dảo của dừa đó nha các bạn.
nước dảo hồi nãy mà mình lấy nước cốt rồi, bây giờ còn lấy nước dảo thì mình chỉ canh cho cái độ của nó xèo nó vừa hay là không, để mình chỉ là thêm vô thôi, cho bột nó vừa tay để đổ, nó không có quá lỏng mà nó không có quá đặc, để cho cái da bánh xèo nó được vừa dai mà vừa giòn. Nếu lỏng quá thì nó sẽ bở, đặc quá thì nó sẽ dày, cái bánh cũng không ngon. Cho nên khâu pha bột cũng rất là quan trọng cho cái bánh xèo của miền Tây Nam Bộ, một loại món ăn dân dã của miền quê, miền Nam Việt Nam. Tất cả những phụ nữ của người miền Nam Việt Nam từ xưa tới giờ ai cũng biết đổ bánh xèo hết, nhưng mỗi người thì có một cái cách pha bột khác không giống. Riêng mình thì mình có một cái sáng kiến là mình sẽ thêm một loại bột gia vị lạ khác vô để cho làm cho cái da bánh xèo nó tăng cái độ ngon lên và đặc biệt hơn nữa là nó là một loại bánh xèo chay. Nếu ai chưa từng ăn chay á thì bây giờ, ngay từ bây giờ nên bắt đầu ăn chay là vừa, bởi vì thực phẩm chay á bây giờ thì nó rất là phổ biến, phong phú lắm. Ăn chay bây giờ rất là dễ ăn, đủ loại thức ăn cho người ăn chay hết, chứ không giống như ngày xưa không có gì để ăn. Còn thực phẩm mặn thì thịt cá bây giờ thì không an toàn gì hết, cho nên ăn chay trong thời buổi này là một điều rất là quan trọng đối với sức khỏe của chúng ta hiện tại và tương lai nữa. Rồi, đây là khâu pha bột xong. Rồi, bây giờ tiếp tục là mình sẽ chuẩn bị tới nhân, cái nhân bánh xèo. Hồi nãy đầu tiên mình đã pha bột rồi, rồi bây giờ tiếp theo cái khâu là mình sẽ làm nhân của bánh xèo. Nhân của bánh xèo chay nha. Đầu tiên mình bắt cái chảo lên, cho một chút dầu hành. Và đây là những cái loại chả nấm bào ngư chay mình chuẩn bị đặng mang lát nữa mình để vô trong nhân. Một ít đậu hũ tươi mình sẽ chiên vàng lên. Đậu hũ này chiên vàng thật là vàng nha, giòn ngon, để vô nhân nó sắc rất là ngon. Rồi chảo dầu mình chuẩn bị xong, cho một ít bắp non vô. Nhân mình có thể chuẩn bị bắp non, còn nếu không bắp non thì mình có thể chuẩn bị măng, củ sắn. À, cái này mình xài bắp non. Bắp non nó lâu chín lắm, mình sẽ để bắp non vô trước hết. Mình sẽ nêm nếm cho nó vừa ăn. Một muỗng nhỏ bột ngọt, một muỗng cà phê hạt nêm, hạt nêm nấm hương hay hoặc là nấm hạt sen cũng ngon, nấm rong biển, một ít xíu đường thôi, không cần đường nhiều, nó hòa quện cho nó vừa ăn thôi nha các bạn, không cần để nước gì hết. Một lát sau thì tất cả cái củ quả này nó sẽ ra nước tự động, nó sẽ ra nước ngọt, nhất là củ sắn. Củ sắn nó sẽ tiết ra nước ngọt rất là nhiều. Tiếp theo mình sẽ cho củ sắn vào. Rồi mình để trên lửa cho nó khô một hồi, củ sắn với bắp chín. Mình sẽ chuẩn bị nhân cắt nấm bào ngư
Và chuẩn bị một cái cọng, đây là cọng chuối nha các bạn. Mình cắt cho gọn gàng thì mình làm cái đầu này cho nó có cái chiều nhọn ra vậy, để mình dễ để dành đặng mình nhúng vô dầu mình thoa chảo. Ở đây là cách làm của dân dã miền quê, nhưng mà ở thành thị thì không có cái cọng chuối này, thì họ có thể sử dụng bằng tùy sử dụng bằng cái gì đó để tha cái chảo này nó đừng có dính. Dễ thôi, đơn giản vậy thôi. Nhưng mà ở quê thì thường thường á, có những cái vật liệu nó thiên nhiên thì người ta hay sử dụng nó lắm. Sử dụng vật liệu của thiên nhiên cũng rất là hay, bảo vệ môi trường luôn. Này là nấm bầu ngư mình đã chiên rồi, để mình chuẩn bị để vô trong nhân của bánh xèo. Nhìn nó rất là ngon, hấp dẫn. Có thể để nấm bầu ngư hay là có thể để chả chay, cái gì đó mà mình tùy mình thích. Nhưng mà ngon nhất thì vẫn là đậu hũ. Đậu hũ tươi. Đậu hũ tươi mình chiên cho vàng. Mình chiên vàng mình để vô nhân. Vì bởi vì trong đậu hũ tươi thì lúc nào nó cũng có cái chất đạm đầy đủ để mà cung cấp đạm cho cơ thể của người ăn chay. Thì cái khâu quan trọng của người ăn chay là nên sử dụng đậu hũ tươi nhiều để thay thế thịt cá. Bởi vì ở trong những cái đồ mà như chả như thế này thì nó chỉ là đồ hộp thôi, mình sử dụng nó ít chứ đừng có nhiều, cũng không nên ăn thường xuyên. Nhưng mà khâu quan trọng nhất là nên ăn đậu hũ tươi như thế này. Đậu hũ tươi mình mua mình đem về mình có thể chiên giòn lên. Đó. Mình chiên cho giòn, thật là giòn. Xong cái mình để vô nhân của bánh xèo thì nó cũng rất là ngon. Ngon tuyệt vời, không thua gì thịt cá gì hết. Nếu mình chế biến đúng cách thì hương vị của đậu hũ tươi này nó cũng không có tệ gì đâu. Nó sẽ thay thế được chất đạm của thịt cá để cung cấp bổ dưỡng cho người ăn chay. Như vậy là nhân củ sắn bắt đầu với bắp non bắt đầu nó đã chín tới. Tiếp tục mình sẽ cho bông điên điển vô. Ở trong nhân của bánh xèo, bông điên điển cũng là đặc sản của những người miền quê. Ở thành thị thì hiếm hoi mà có bông điên điển. Nhưng ở miền quê thì bông điên điển hiện giờ nó cũng có rất là thường xuyên. Cho nên trong nhân bánh xèo của miền quê thì bông điên điển là một món ăn miền quê dân dã nhưng mà rất là ngon, đặc sản. Thậm chí có bài hát về bông điên điển luôn. Cho nên bạn nào ở thành thị muốn theo dõi mà xào nhân như thế này kiếm bông điên điển thì cũng hiếm hoi lắm. Mình có thể là xào củ sắn, giá hoặc là măng hoặc là bắp non. Nhưng mình ở quê thì mình có đầy đủ bông điên điển, cho nên bông điên điển là món ăn ngon đặc sản của người miền Tây Nam Bộ này luôn. Rồi, một ít bông điên điển. Bông điên điển mình xào cũng đừng có để cho nó chín quá, nó quá chín nó cũng không ngon. Thì bông điên điển cũng chỉ vừa chín tới thôi. Tiếp tục là nhân nấm bầu ngư, mình đã sắt nãy giờ mình đã chuẩn bị xong. Mình cho nó vô một ít. Ít thôi. Cũng đừng có nhiều quá, bởi vì mình còn đậu hũ chiên tươi nữa. Thì đây cuối cùng là đậu hũ chiên tươi đã xong, mình cho vô luôn. Đậu hũ chiên tươi vàng để cho công nhân nó cũng rất là ngon. Đây là một cái món ăn chay vừa bổ dưỡng và vừa lại là rất là ngon, tốt cho sức khỏe lắm. Gồm có bắp non, củ sắn, bông điên điển, đậu hũ tươi,
đảo cho đều lên, cho đậu hũ với nấm bào ngư nó được thấm gia vị. Và khâu cuối cùng là giá, mình sẽ để một ít giá vô, ít thôi. Nhưng bánh xèo thì phải có giá, giá nó làm cho tăng hương vị của cái nhân của mình, mà giá cũng bổ dưỡng luôn, như là thức ăn bổ. Dù gì người ăn chay thì rau củ quả mọi thứ đều là chất bổ hết. Các bạn xem ở trên đài Một Sức Khỏe, bệnh gì xong bác sĩ khuyến cáo rồi cuối cùng cũng nên ăn rau củ quả thì nhiều vô. Thì mình cảm nhận là hiện tại bây giờ người ăn chay là người hiện đại nhất, bởi vì trong mọi thứ thức ăn đều củ quả rau đều, tuy là người ta có sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhưng mà cái độc tố của nó không có nhiều như ở trong thịt với cá. Rồi, vậy là cái khâu nhân mình đã chuẩn bị xong. Bếp là cái bánh xèo mình đã đổ xong rồi, mình để cho nó chín, nó giòn, nó vàng lên, nó chín vừa đều, nó chín đều cái bánh. Mình sẽ lấy nó ra. Wow, cái bánh rất là hấp dẫn. Thấy không các bạn? Bánh rất là hấp dẫn. Và tiếp tục mình sẽ đổ một cái mới. Pha dầu cho đều trong chảo ít thôi, bởi vì đây là chảo chống dính rồi, mình không cần pha nhiều gì đâu. Dầu nhiều quá ăn sẽ bị ngán. Đó, đây là cách thức để mình đổ cái bánh. Chán cho đều. Xong mình quay một vòng thì cái bánh nó tròn. Vậy là xong. Và mình sẽ cuốn nhân bánh xèo. Nhân mình đã chuẩn bị sẵn. Đổ xong cái bánh ra thì mình sẽ cuốn. Để cho vừa thôi, đừng để quá nhiều. Vừa nhân vừa bánh xèo. Tùy thích của người, muốn cuốn cho nó gọn lại thì cuốn, còn không thì mình chỉ cuốn cho nó cái bánh nó rộng rãi cũng được. Nhưng đây là cách của mình cuốn cho cái bánh nó gọn. Nhìn thấy hấp dẫn không các bạn? Đây là món bánh xèo chay rất là ngon. Và cái bánh tiếp theo của mình cũng đã chuẩn bị chín. Mình sẽ xay cái chảo cho nó đều lửa. Thì ở đây mình đang đổ bánh xèo bằng một cái bếp than, bởi vì bánh xèo là cần lửa, là lửa than hoặc là lửa củi. Thường thì ở nông thôn của miền quê thì những bà nội trợ là hay dùng bếp lửa bằng củi. Đổ bánh xèo thì lửa củi khói lên thì nó mù mịt, rồi nó phát nước mũi dầm về lắm. Nhưng mà mình thì thích nấu than hơn. Dạ lại, cách nấu than này nó thuận tiện cho những cái bà nội trợ nhà thành thị nếu muốn đổ bánh xèo. Cho nên đổ bánh xèo mà mình đổ bằng bếp ga thì nó sẽ không ngon. Cũng được. Nếu không thuận tiện thì mình cũng có thể đổ bếp ga, mình để lửa nhỏ thôi. Nhưng mà cách tốt nhất là nên mua một cái bếp than gọn. Nếu nhà ở thị thành, mình để cái bếp ga, bếp than gọn, mình cất đi, rồi khi nào mình muốn ăn bánh xèo thì mình phải mang nó ra để mà mình đổ. Và tiếp tục đổ cái tiếp theo. Mình lấy cọng chuối, mình thoa cho dầu nó đều chảo nha các bạn. Bởi vì chảo chống dính nhưng mà cũng phải thoa dầu một ít lên để cho nó chốc cái bánh lên dễ hơn. Ở trong bột mình cũng đã có nước cốt dừa, cũng có sữa đậu nành cho nên bột nó cũng dễ chất lên lắm. Nó vừa giòn mà nó vừa dễ chất cái bánh lên. Các bạn nhìn thấy cái bánh xèo của mình làm ra bánh xèo nhìn rất là hấp dẫn, là ngon, giòn, vàng, vừa đều.
là một món bánh xèo chay. Mình tự sáng tạo lên để mình làm cho nó ngon đặc biệt, không giống ai hết. Nhân để cho đều vừa, xong cuốn lại. Mình có thể để nguyên cái gì mình cuốn chiều dài gì cho nó rộng cũng được. Đây là một cách cuốn khác và đây là một cái cách cuốn khác, tùy thích của mỗi người, muốn cuốn sao cũng được. Có người thì họ không cuốn, họ để cái bánh, họ để nhân vô cái họ xếp lại là xong. Mình muốn cuốn lại cho cái bánh nó gọn gàng hơn khi xếp lên bàn ăn. Còn những người ta bán chuyên nghiệp thì người ta hay để cho nó xè ra, nhìn cái bánh cho nó to. Mình ăn ở nhà thì mình không cần làm giống họ đâu. Mình xếp cho nó gọn lại, để lên bàn nhìn nó ngon, nó gọn gàng, hấp dẫn hơn. Thank you.